Chào anh em nhé. Hôm nay mình chia sẻ cách chấm bụng cây nhé. Rất đơn giản. Mời anh em cùng đón xem. Bây giờ mình sẽ, nếu mà chấm một cái cây, giờ mình sẽ làm cái lền của cái cây trước, làm cái lền tối cây trước. Đây mình dùng cái mã màu xanh 071. Đúng là mình dùng cái xanh 56 thì nó tốt hơn, nhưng mình hết mấy cái xanh rồi. Một phần đỏ này. Một tí đen. Đấy, giờ ta trộn lên. Cho thêm một chút trắng vào em nhé, anh em nhé. Ít thôi. Từ đây trắng. Cho cái lền cây nhé, để ta làm cho cái lền này nhé. Bây giờ ta chấm lền trước. Rồi bây giờ ta đã chấm xong cái lền cây nhá, anh em ta pha chấm lền đá. Bây giờ ta chấm cái màu lá thì ta dùng cái màu này. Đây là mã màu, là mất mã màu đây anh em ạ. Đây là vàng vàng chanh nhá. Cộng mi xanh Coban nhá, 036. Cộng thêm 072 nhé. Cộng với 033 xanh 3D. Chút sần trắng anh em nhé. Anh em để ý này, đây là phần sáng này, xuống đây là phần tối này. Đấy, thì mình chấm cây đấy, mình sẽ chấm hướng bắt sáng và hướng không có nắng, hướng bắt nắng cái chấm này và hướng tối dần người ta chấm sang cái màu này. Đây mình sẽ thêm chắc. Bắt đầu vào chấm anh em nhá. Đây ta pha màu thì từ sáng đến tối đây. Mình sẽ lấy bút để chấm này, mình chấm cái bút này. Lông đầu bút nó bị tưa tưa đang em nhé. Ta lấy màu, ta sẽ lấy một đằng này nhiều màu này, đằng này ít màu này. Đấy, ta gợt màu như này. Đấy. Đấy. Cho đầu màu nó giòn hết lên đầu bút này. Rồi ta chấm nha. Chấm cái phần bắt sáng bên đây trước này, đây phần sáng, đây phần tối này, phần sáng này.
and shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't make right. Vậy đã xong nha. Chúc anh em thành công. Anh em xem hết video cho mình một like, một chia sẻ nha. Cảm ơn anh em. Chào tạm biệt anh em.